Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của mình nhé. Ngày hôm nay là ngày 14 tháng 2 năm 2023 à, Ngày lễ tình nhân thì mình xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể mọi người xem được video này của mình nhé. À, xin kính chúc cho mọi người có một ngày lễ tình yêu thật là vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc nha anh em à, Trong video ngày hôm nay thì mình tiếp tục sẽ giới thiệu với lại mọi người một cái mô hình hồ cá coi mới Thì hồ này của mình với tổng thể tích nước, hồ chánh và lọc nó tầm cỡ khoảng 2,5 khối nha À, cái vấn đề ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với lại mọi người nó hơi sâu một tí xíu đó là cái hồ của mình á nên làm bao nhiêu ngăn lọc thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả tối ưu. À, Bởi giờ thì mình chia sẻ rất là nhiều cái mẫu hồ rồi hai ngăn cũng có ba ngăn cũng có à, bơm mình để trực tiếp bên trong hồ cũng có nè rồi mình làm cái đường ống chữ U để mình lấy nước ra bên ngoài cũng có. Thì có nhiều anh chị em hiện tại bây giờ mình đang dự định xây hồ mới á thì mọi người cũng phân vân quá không biết là hồ nên làm hai ngăn hoặc là ba ngăn thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả cao. Có nhiều anh em thì hỏi mình là bây giờ giống như nhà mình có cái không gian rộng á Muốn làm cái hệ thống lọc của mình 4 ngăn luôn Như vậy nó có xử lý nước tốt hơn 2 ngăn hoặc là 3 ngăn hay không à, Nhân có thể là cho ra một vài cái lời khuyên Ngày hôm nay thì hồ này thứ nhất là mình đã được sự đồng ý của em Đức ở tỉnh Quảng Ngãi nha Thì mình mời anh chị em cô chú cùng với lại mình à, Thứ nhất là sẽ ghé nhà của Đức, mình tham quan hồ Thứ hai là mình sẽ nhờ Đức ha, chia sẻ cái hệ thống lọc Hiện tại bây giờ Đức đang vận hành hơn 6 tháng rồi đặc biệt là hồ này của Đức á, hệ thống lọc mình làm 4 ngăn nha để anh chị em cô chú nào mình muốn làm cái hệ thống lọc tầm của khoảng 4 ngăn á, mình phân vân chưa biết để những cái vật liệu gì trong đó thì mọi người có thể là áp dụng cái cách mà Đức vận hành hệ thống lọc vào bên trong hồ của mình luôn nha phiền mọi người một tí xíu nha à, đây là thức ăn và thuốc tím của bên shop bên em á thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp hai dòng sản phẩm này à, nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với lại em qua số zalo trên màn hình nhé đây là toàn bộ khung cảnh hồ của Đức nào mọi người. Bây giờ mình chia sẻ một vài cái thông tin hồ của Đức. Sau đó mình sẽ nhờ Đức quay thật là chậm ngay chỗ cái phần lọc á để cho mọi người xem cho nó rõ luôn nha. Thì hồ này của mình chiều dài tính luôn cả lọc á là 1m9 nha anh em. Chiều ngang của mình là 1m9 luôn và mực nước trong hồ hiện tại bây giờ Đức đang để là 70. Như vậy là mình tính ra hồ chánh mà lọc của Đức á nó tầm cỡ khoảng là 2,5 khối nha. Đối với lại những cái mẫu hồ tầm cỡ khoảng 2 đến 3 khối giống như của Đức á cái chiều dài hồ chánh nó tầm cỡ khoảng một mét rưỡi trở lên thì mình cho anh em nào mới tập chơi á một cái lời khuyên nha là nên làm hai hút đáy tại vì anh em mới tập chơi á anh em sẽ không có biết điều chỉnh cái luồng mà mọi người biết rồi cái luồng nó cực kỳ quan trọng nha thứ nhất là nó tạo cái dòng chảy cho cá mình bơi nè cái đó chỉ là phụ thôi cái chánh của nó nó sẽ gom phân lại ngay chỗ cái hút đáy thì khi mà anh em làm chỉ có một hút đáy thôi thì bắt buộc là cái luồng của anh em phải chỉnh ly tâm hoặc là hướng tâm để nó gom phân lại ngay chỗ cái giữa tâm hồ tại vì thường hút đáy người ta sẽ đặt giữa tâm hồn nên là nhiều khi mà anh em chỉnh không được á cái phân nó còn tồn động bên trong hồ á lâu dài nó dẫn đến cái tình trạng cá mình bị ngứa mình đỏ mình rất là nguy hiểm nha thì mình cho mọi người một cái lời khuyên anh chị em nào đang dự định xe hồ mà mình mới chơi á cứ hồ chánh của mình cái chiều dài nó trên 1,5 m thì cứ làm hai hút đáy cho mình đi nha à, trong hồ này thì hiện tại bây giờ đức đang làm là hai hút đáy 49 một hút mặt 49 và một hút lưỡng 49 rất là hợp lý cho cái hồ chánh của mình luôn nha mình sẽ lấy nước từ ngay chỗ hồ chánh đưa ra bên ngoài hệ thống lọc của mình để xử lý thì cái vấn đề ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với lại anh em đó là hồ của mình nên làm hai ngăn lọc hay là ba ngăn lọc nó sẽ hiệu quả hơn thì thật sự với lại mọi người nha cái vấn đề hai ngăn ba ngăn hoặc là bốn ngăn nó không quan trọng nó quan trọng nhất là cái cách mà anh em sử dụng vật liệu lọc như thế nào cho nó hợp lý nha mình nói ví dụ đi giống như hồ của đức hiện tại bây giờ đức đang làm là bốn ngăn nhưng mà vật liệu lọc thì mình sử dụng nó lưa thưa quá đi mình sắp nó không hợp lý thì cái chất lượng nước của mình xử lý cũng sẽ kém nhưng nếu như anh em làm hai ngăn hoặc là ba ngăn mà cái cách mình tận dụng vật liệu lọc á mình sắp nó dày nè rồi mình phân chia nó ra một cách hợp lý rồi bên cạnh đó mình điều chỉnh luôn nữa giống như hồi nãy mình nói đó cái luồng anh em đẩy cho cái phân nó lại được ngay chỗ hút đáy hút mặt và hút lẫn của mình nó đưa qua bên ngoài hệ thống lọc thì khi mà qua bên ngoài hệ thống lọc á anh em mới tận dụng cái vật liệu lọc đó mình sắp làm sao mà cho nó cản phân lại rồi nước sạch qua những cái lớp vật liệu lọc nó xử lý mới lại ngay chuẩn ngăn bơm thì bây giờ mình muốn nhắn gửi đến tất cả mọi người có nghĩa là hai ngăn ba ngăn bốn ngăn nó không quan trọng là cái nào hiệu quả mà quan trọng nhất là cái cách mọi người sắp xếp thì khi mà anh em biết cách sắp xếp vật liệu lọc rồi thì chắc chắn là mình làm cái bộ lọc bốn ngăn nó sẽ tốt hơn cái hai ngăn ba ngăn chứ đúng không anh em thí dụ như mình bốn ngăn mà mình không biết sắp xếp thì nó cũng sẽ không hiệu quả bằng cả hai ngăn nhưng khi mà mình biết sắp xếp thì cái bốn ngăn chắc chắn là nó sẽ hiệu quả hơn cái hai ngăn hoặc là ba ngăn rồi nha thì mọi người nếu mà ở nhà anh em nào có cái không gian rộng hoặc là diện tích á mình muốn làm cái hệ thống lọc bốn ngăn thì rất là ok luôn nha nó sẽ xử lý nước cho mình tốt hơn nhưng mà cái quan trọng nhất mình muốn nhắn gửi đến tất cả mọi người đó là cái cách mình sắp xếp cho nó hợp lý thì cái hiệu quả mang lại sẽ cao nha chứ còn ví dụ như bốn ngăn mà mình sắp nó sơ dài quá thì cái hiệu quả mang lại cũng sẽ rất là kém cái chất lượng nước của mình xử lý không được tốt nha thì cái bằng chứng là mọi người thấy là cái hồ chánh này của Đức ở đây á nó tầm cỡ khoảng gần hai khối thôi anh em thấy là Đức nuôi cái số lượng cá rất là dày nhưng mà cá của mình ở đây rất là khỏe rất là sung luôn hầu như là con nào nó cũng khỏe mạnh hết không có cái tình trạng là nằm trái và cái thứ hai nữa là cái chất lượng nước là mọi người thấy cực kỳ trong nha ở đây là Đức quay gửi cho mình là hơn một tháng rồi là Đức chưa có vệ sinh cho mọi người anh em thấy là dưới cái số lượng cá nó dày như này thì nó ăn cái hàm lượng thức ăn nhiều nè rồi nó thải phân ra nhiều nếu mà cái bộ lọc của mọi người xử lý nước không được tốt á nó dẫn đến cái chất lượng nước của mình bị kém và có khả năng nó là làm vàng nước nha à, đức cũng có chia sẻ với là mình là tầm cỡ khoảng một tuần á thì đức sẽ xả cái lắng ra một lần thí dụ như có thời gian thì đúng định kỳ 2 tuần thì đức sẽ vệ sinh ngăn lắng của mình một lần còn do hồi bữa giờ thì cái công việc bận với là đi công tác á, mọi người Đây là tầm cỡ khoảng một tháng rồi thì đức chưa có vệ sinh À, rất là vui khi được giao lưu với lại mọi người, nên là ngày hôm nay đức nhờ mình chia sẻ hồ lên là giao lưu với lại anh em, sẵn là giới thiệu cái hệ thống lọc mà đức uh, tự thiết kế tự làm á để mọi người anh em nào đang dự định uh, xe hồ mới thì có thể tham khảo ha. Thì bây giờ ngay chỗ cái phần hệ thống lọc, thôi mình sẽ nhờ đức quay thật là chậm để cho mọi người xem cho nó rõ luôn nha. Bây giờ mình sẽ quay thật là chậm ngay chỗ lọc á, anh em chú ý nha. Hồ mình thì sử dụng là hai hút đá 49 nè, một hút mặt 49 và một hút lẫn 49 sẽ kết nối vào trong ngay chỗ ngăn lắng. Ngăn lắng này thường thì anh em sẽ sử dụng là chổi, còn không thì lưới lan nha. Ở đây thì Đức sử dụng là Gmat. Đức sắp ngang nha mọi người, có nghĩa là mình sẽ giữ phân ở dưới và nước sạch của mình dâng lên sẽ qua cái ngăn tiếp theo. Ngăn tiếp theo thì anh em có thể là sử dụng Gmat, còn không thì mình để vật liệu lọc ha, nhâm thạch, xíu viên, xíu thanh gì đó. nước của mình tiếp tục sẽ qua ngăn thứ ba, rồi cuối cùng sẽ lại ngay chỗ cái phần ngăn bơm. Thì bơm hiện tại bây giờ Đức đang sử dụng cái bơm là 9.000 lít trên giờ mình sẽ chia tê nha một đường mình cho làm thải luồng và một đường mình sẽ cho lên ngay chỗ cái thác để nó tạo cảnh quan và trả về hồ cung cấp hàm lượng oxy thì đó là cái quy trình mà đức vận hành hệ thống lọc hồ của mình đó mọi người ngay chỗ cái sắp xếp vật liệu lọc hồ của đức á, thì anh em có thể là áp dụng để mình tham khảo ha à, thông thường ngay chỗ ngang lắng hoặc là những cái ngang tiếp theo á mình sắp đứng ở đây thì đức sử dụng vật liệu lọc ngay chỗ cái phần ngang lắng của mình á, là geomat đức sắp ngang luôn giữ có nghĩa là mình giữ phần ở dưới luôn rồi nước sạch dâng lên những cái ngăn tiếp theo thì xài vật liệu lọc giống như của anh em mình thôi cũng là sắp đứng nha chỉ có điều ngay chỗ cái phần ngăn lắng thì mình sẽ sắp ngang nói chung là sắp ngang hay là sắp đứng gì cũng vậy nó cũng sẽ hiệu quả như nhau nha nhưng mà quan trọng nhất là anh em điều chỉnh ngay chỗ cái luồng á làm như thế nào để cho phân nó lại được ngay chỗ hai cái hút đáy của mình nè rồi hút mặt hút lẫn nó đưa qua bên ngay chỗ cái hệ thống lọc thì khi mà cái phân của mình nó chỉ cần qua được ngay chỗ ngăn lắng thôi thì chắc chắn nước sạch lại ngay chỗ ngăn bơm không còn cặn li ti luôn nha anh em đó, mọi người chú ý ngay chỗ cái phần mà mình sắp xếp vật liệu lọc nha ở nhà nếu mà anh em có cái không gian diện tích nó hơi lớn tí xíu thì mình có thể là làm những cái ngăn lọc nó hơi to tí xíu để nó mang lại cái hiệu quả cao hơn thì cũng vẫn được nha mọi người à, cố gắng làm như thế nào cái ngăn lắng của mình á nó to hơn những cái ngăn còn lại để nó có cái độ lắng nha đừng có nhỏ quá thì nhiều khi nó không có cái không gian để mà lắng phân á nó dễ làm cái tình trạng là nát phân lắm thì đó là toàn bộ cái quy trình mà đức làm lọc cho hồ của mình đó mọi người Ngày hôm nay thì mình cùng với lại Đức đã chia sẻ là mọi người một cái mô hình hồ cá coi với tổng thể tích nước hồ Chánh và lọc, nó tầm cỡ khoảng 2,5 khối nha. Ở nhà nếu mà anh chị em cô chú nào mình có cái không gian mình muốn làm những cái mẫu hồ tầm cỡ khoảng 2 đến 3 khối, hệ thống lọc mình sử dụng 4 ngăn á, mọi người chưa biết áp dụng như thế nào thì có thể là tham khảo cái cách vận hành hệ thống lọc hồ của Đức để mình áp dụng vào bên trong hồ của mình để nó hoạt động một cách hiệu quả luôn nha. À, thôi mình xin phép cũng kết thúc video tại đây luôn nha nam. Thì à, cũng đại diện cho bên kênh đó Đức, anh cũng cảm ơn em rất là nhiều đã chia sẻ hồ cũng như là hệ thống lọc lên kênh để cho mọi người cùng tham khảo. Thì đại diện cho mọi người anh chúc cho em cũng như là gia đình của mình luôn dồi dào sức khỏe, công việc của mình làm ăn ngày càng tiến triển và phát đạt hơn nữa Đức nha. Mọi người xem video thấy những cái mình cũng như là Đức chia sẻ nào hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ hai anh em mình nhé. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nha.